bây giờ trời thật. Shinosuke. Không hiểu luôn. Hello, hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay đây là một cái video rất là đặc biệt luôn. Hôm nay mình sẽ reaction lại cái video đầu tiên ở trên kênh của mình. Thế mình nhớ không lầm thì đó là một cái video makeup tutorial. Và sở dĩ mà mình muốn làm lại cái video này á là tại vì mình đã nâng tầm được cái trình độ makeup của mình lên. Cho nên là mình muốn nhìn lại xem cái khả năng makeup của mình từ những ngày đầu nó như thế nào. Và mình sẽ sửa lỗi sai và mình sẽ makeup lại đúng cái tông đó trên mặt của mình, nhưng mà theo phong cách hiện giờ nha. Ok, bắt đầu thôi nè. Từ những ngày đầu tiên là mình đã bắt đầu làm intro rồi đó mọi người. Và làm intro cũng khá là ok la đó chứ. Nhưng mà nhìn vô cái tông makeup không có ra gì hết trơn á. Chắc là mình sẽ tua tốc độ nhanh lên một chút. Rồi sau đó là kem nâng tông luôn. Rồi, mình sẽ dừng ở đây trước nha mọi người. Là trước khi make up hồi xưa của mình á, là chỉ có tẩy trang và sau đó là bước đến cái bước kem lót và kem nền luôn rồi. Và mình rất là thiếu một cái bước, đó chính là dưỡng da. Từ ngày đi học đến giờ mình mới thấy dưỡng da vô cùng quan trọng nha, rất là quan trọng. Mình make up cho mẫu hay là make up cho khách thì mình đều luôn phải dưỡng da thiệt là kỹ. Nếu như mọi người không dưỡng da kỹ á, thì cái lúc bước đánh nền của mình lên tuy là đã có kem lót rồi, nhưng mà kem lót nó chỉ fix ở trên bề mặt da của mình được thôi, nó không có fix được ở cái vấn đề trên da của mình. Cho nên đánh nền lên thì da cũng sẽ không được mướt và gặp những cái tình trạng như là khi móc nền thì là do vấn đề mình dưỡng da không kỹ. Và dưỡng da kỹ thì không chỉ là dưỡng ẩm cho da không, mà mọi người phải dưỡng đúng cái nhu cầu làn da của mình cần đã. Giống như nhu cầu làn da của mình hiện tại là thâm mụn rất là nhiều đó, với lại là mình đã tròn 20 năm tuổi rồi và sắp tới là qua 26 rồi, cho nên là phải chống lão hóa cho da càng sớm càng tốt. Trời, mình rất là sợ tuổi già tới luôn á. Vậy nên mình đang sử dụng bạn Novage Procedical 10% Vitamin C Solution. Bạn này sẽ sử dụng được trong vòng 4 tuần nha. Một chai sử dụng được 1 tuần và có ghi là quick 1, 2, 3, 4 luôn. Bạn vitamin C này có xuất xứ từ Thụy Điển, packaging thì rất là minimal và thể hiện đầy đủ trên bao bì luôn. Và mình đang sử dụng ở tuần thứ 2. Trong thành phần của bạn này thì có chứa vitamin C tươi, được đóng gói bằng công nghệ tân tiến từ Thụy Điển, giúp bảo vệ an toàn, hiệu quả và mang lại hiệu suất cao cho người sử dụng nè. Chắc mọi người thì cũng không quá xa lạ gì với công dụng của vitamin C rồi đúng không? Vừa là chất bảo vệ chống oxy hóa cho da, vừa ức chế quá trình sản xuất melanin, giúp da của mình sáng và đều màu hơn. Bình thường mình sẽ sử dụng bạn này cả ban đêm và ban ngày luôn để cải thiện độ sáng cho da. Nếu như mọi người chưa biết thì mình có thể sử dụng vitamin C vào ban ngày trước lớp kem chống nắng để nâng cao hiệu quả của kem chống nắng hơn đó. Và mình rất là mê bạn này tại vì sử dụng xong thấy da căng bóng hẳn luôn. Và sau khi make up lên thì tạo cho mình một lớp nền rất là trong suốt và đẹp. Chưa dừng lại bước đó đâu nha. Sau khi apply vitamin C xong và chờ thấm vào da thì bước tiếp theo chính là bàn ampoule này, Novage Procedical Instant Peptide Ampoules. Cái tên khá là dài, nhưng mà trong thành phần của bạn này thì có chứa dung dịch peptide đa hoạt chất nè, giúp tăng cường sản xuất collagen, giảm nếp nhăn ngay lập tức luôn. Nói ngay lập tức thì cũng không đúng, nhưng mà nếu mọi người sử dụng cả một liệu trình thì đảm bảo sẽ có hiệu quả nha. Và da của mình thì đang ở độ tuổi 26 rồi và đã xuất hiện tình trạng lão hóa hai bên vùng râu ròng nè, cho nên là mình cũng khá là lo lắng và đã bắt đầu vào cái chu trình chống lão hóa sớm luôn. Cách sử dụng của bạn này thì khá là đơn giản. Trong set dụng cụ thì đã có bao gồm một ống để cho mọi người bẻ ống thủy tinh nè, và có một đầu nắp silicone. Khi mà mọi người bẻ ống thủy tinh ra, sau đó đậy nắp vào và mình lắc đều nha. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng một nửa ống cho một lần sử dụng, tức là một ống này mình có thể sử dụng vào hai lần, một buổi sáng và một buổi tối lúc skincare nha. Ok, và chỉ với hai sản phẩm như thế này trong chu trình skincare thôi là mọi người có thể thấy làn da của mình được cải thiện rất là nhiều và đã sẵn sàng cho một lớp nền căng bóng juicy rồi đó. Ok, và sau khi đã skincare kỹ càng xong thì mình mới đến các bước như là kem lót và kem nền nha. Ở trong video này thì mình sử dụng một loại kem lót nâng tông. Ok, đầu tiên là bước kem lót ha. Bởi vì da của mình không có cần nâng tông á, cho nên mình sẽ sử dụng một loại kem lót cấp ẩm cho da để cho lớp nền căng mướt hơn. Hồi xưa là da của mình, tại vì mình ham trắng á mọi người, cho nên là mình thích những cái gì mà nó trắng, cho nên mình sẽ sử dụng nâng tông. Ok, xong bước kem lót và tiếp theo là kem nền. Kem nền của hồi xưa mình đã sử dụng đúng kỹ thuật rồi nha mọi người, sử dụng một cái cọ dẹp để mà tán kem nền thì là mỏng ra. Nhưng mà theo mình nhớ là cái cọ này nó không đủ mỏng, cho nên là lớp kem nền của mình có vẻ nó hơi dày, với lại mình lựa cái tông hơi trắng hơn mặt một chút. Với lại thao tác dậm mút cũng không có được chặt tay, kiểu như blend cho nó đều thôi, cho nên là khuyết điểm không che được cái gì hết trơn á. Hôm nay chắc là hay e cho mọi người. Trời ơi, 3 năm trước và 3 năm sau nó phải khác chứ. Một loại kem nền dành cho da khô. Trước khi tán thì mọi người nhớ blend như thế này đó, và mình sẽ bôi ra, bôi đều như thế này ra.
Không cần sử dụng cọ cũng được, nếu như mọi người có cọ thì sử dụng cọ nó sẽ vệ sinh hơn. Còn nếu mà muốn nhanh gọn lẹ thì thao tác bằng tay, thì cộng thêm cái nhiệt độ từ tay của mình nó sẽ làm cho lớp nền nó tiệt vào da của mình tốt hơn. Một miếng mút đã được giặt ẩm, khi mà thao tác á, thì mọi người nên để một cái ngón trỏ ở trên cái đỉnh chóp như thế này, rồi hai ngón cái và ngón giữa kẹp hai bên, để mà mình có một cái lực mà mình nhấn xuống và nó có một cái điểm tựa thì là mạnh như thế này nè, thì mình sẽ giặt nền được chặt hơn. Ok, và nãy giờ mới xong cái lớp nền luôn á mọi người. Không hiểu hồi xưa sao mình tán nền nhanh vậy luôn á, cho nên cái lớp nền của mình nó nè. Rồi tiếp theo để coi cái concealer không. Trời đất ơi, vô dưỡng môi. Dưỡng môi thì hồi nãy là khi mà dưỡng da thì mình đã dưỡng môi luôn rồi. Đây có concealer nha. Quẹt biết ngay mà, biết ngay là quẹt concealer siêu nhiều rồi, lấy muối chậm ra. Rồi để coi thì không che được gì hết trơn, kiểu nhìn nó bị trắng lên chứ nó không có che được á mọi người. Nếu như mọi người chưa có xem cái video mà mình chỉ cách che khuyết điểm để mà nó che được hết khuyết điểm á, thì mọi người có thể click tại đây nha. Và bây giờ thì đến bước concealer. Hồi xưa mình sử dụng concealer thì làm gì biết đến mấy cái cọ này, với lại hình như là mình nghĩ là thời đó cọ concealer nó cũng chưa có hot như thời điểm hiện tại á, cho nên là thường á là sẽ giặt concealer một ở lòng tay, hai là bằng mút luôn. Nhưng mà nếu mà sử dụng bằng mút mà không biết thao tác cho đúng á, thì cái mút nó sẽ hút hết concealer của mình luôn và nó không có che được gì hết trơn á. Ok, là xong bước concealer, che được toàn bộ luôn nhưng mà vẫn nhẹ mặt nha mọi người. Theo là bước kẻ lông mày nha mọi người. Trời ơi, cái bước này mình rất là sợ luôn. Lúc mà xem video cũ á, cái dáng lông mày gốc của mình nó đã là dáng ngang rồi, xong rồi trời ơi lông mày tướng luôn. Xong hồi đó cái lúc mà mình đem cái video này lên, mình nghĩ đây là cái kiểu phong cách Thái cho nên là cái cặp lông mày nó phải ôi về như vậy á. Sao bây giờ trời thật ơi Shinosuke Nope. Không hiểu đến giờ vẫn không hiểu tại sao mà video này kể được cái cặp lông mày như vậy luôn. Đây là cái video duy nhất mà kể cái cặp lông mày nó gớm như vậy luôn á. Vô bước vẽ lông mày nha. Thì lông mày thì dạo gần đây mình rất là thích vẽ bằng chì xé. Chì xé thì rất là dễ để mà phải sợi. Và bởi vì lông mày của mình đã có khuôn sẵn rồi, bên này nè bị lệ mất một cái đuôi đó, mọi người có thể thấy rõ đúng không? Và cái dáng lông mày của mình là mình đã sửa thành dáng cong rồi. Mình đã cạo hết cái phần mà cái bụng ở dưới này nè để sửa thành dáng cong. Cho nên bây giờ thì mình sẽ bám theo cái khuôn này mình vẽ thôi. Nếu mà mọi người muốn phải sợi thì là đẹp bằng chì xé thì phải gọt cho được cái chì nó bén như thế này nha. Nó phải bén, nó sắc cạnh như thế này nè thì mình mới phải sợi được. Chứ nếu mọi người vào gọt sơ sơ á thì nó ra cái nét rất là to và nó còn xấu hơn cả cái chì vẽ bình thường nữa. Xong rất là nhanh. Một điểm sai nữa của mình hồi xưa đó chính là trước khi vẽ lông mày mình lại không phủ phấn, cho nên là khi nãy á cái thao tác của mình rất là sượng sảo. Mọi người mình phải có một cái miếng mút như thế này để tránh làm hư lớp nền, cho nên là mọi người ghi nhớ sau khi mà mình đã xong hết hoàn thiện cái lớp nền của mình thì mình phải phủ phấn nha. Giờ mình sẽ sử dụng má hồng kem rồi phủ phấn. Ok, la phấn bột được cái kiểu chỗ baking đồ ghê quá. Ok. Hai, bởi vì makeup tông cam cho nên là sử dụng một màu má cam ha. Khi sử dụng má kem thì mọi người nên che ra tay trước rồi mình mới tán lên má nha. Nếu mà chấm nguyên cái cục ở lên má thì nó rất là khó để mà tán ra. Và khi mà tán má kem thì lưu ý là mọi người đừng có tán xuống ở dưới này. Nó sẽ làm cái mặt của mình nó chảy xệ xuống và nhìn nó rất là già luôn. Rồi, xong bước má kem và bây giờ là đến bước phủ phấn và mình sẽ sử dụng phấn bột luôn. Và phấn bột thì thay vì thao tác baking thì mình sẽ sử dụng một miếng mút để mà mình apply trực tiếp cái phấn ở vào những cái vùng mà mình cần luôn. Tại vì thao tác baking nó sẽ hơi nặng da một chút và mình không có thích quá phấn phấn ở trên mặt á. Nên là mình sẽ sử dụng bằng cách dặm mút như thế này và vùng chữ T trước nha. Và mình sẽ ưu tiên sử dụng phấn bột không màu hơn nha mọi người. Rồi xong, sau khi phủ phấn xong thì cái nền của mình nó đã rất là mịn màng như thế này. Rồi tiếp theo là màu mắt. Màu mắt thì mình sẽ đi một tông màu cam đất chút có nhũ ha. Ok, tông cam đất tới nè. Ok, và đã xong phần màu mắt. Để xem tiếp theo bronzer. Vô bước bronzer, trời ơi không có chật từ gì hết trơn.
Ok, và cái lỗi sai này đó chính là kiểu như không có theo một cái thứ tự gì hết trơn á. Đánh mắt xong thì mình sẽ hoàn thành luôn cả con mắt luôn, và mình mới sang cái phần khác để tránh bị quên đó mọi người. Bây giờ tiếp theo sẽ là bước bấm mi chút mascara nha. Và hồi xưa mình á là mình bấm mi rất là dở, cho nên là mình bấm mi nó không có được cong lên, nó cứ là mình đã lo chút mascara lên liền rồi, thì cái phần mi của mình nó cứ kiểu cụp xuống như này, nó không có dựng lên, thì cái phần mắt của mình nó sẽ không có được to ra. Và bây giờ thì sẽ bấm mi. À, sau khi mà bấm mi xong như thế này thì mình mới bắt đầu chuốt mascara nha. Và mình sẽ đi từ cái chân mi trước, mình chuốt cho cứng cái phần chân mi rồi mình mới đến cái phần ngọn, thì lúc này lông mi của mình nó mới dựng lên như thế này được, chứ không thôi nó sẽ bị lại. Đây, trăng. Và mọi người có thể nhìn thấy cái mi của mình nó dựng đứng lên luôn đúng không? À, nó phải dựng như thế này thì mắt của mình nó mới kiểu sáng hơn, nó mới kiểu rõ ràng hơn. Đó, đây là điểm khác biệt mà mình nghĩ là mình rút kinh nghiệm được rất là nhiều kể từ 3 năm trước. Đến bây giờ mình mới rút kinh nghiệm ra được luôn đó. Đó, cặp mi rất là quan trọng nha. Và mọi người đừng quên chuốt mi dưới. Chuốt mi dưới thì sẽ làm cho mắt của mình nó được to hơn. Ok, và đã gần xong tới cái phần cuối rồi nè. Rồi, đến son môi thôi. Son môi thì hồi xưa mình vẫn nhớ như in là cái cây này là cái cây son Thái luôn mọi người. Và cái đợt mà đi Thái gần đây thì mình cũng có ghé qua cái hãng son này, thì cái hãng đó nó đã ngừng sản xuất luôn cái dòng son này rồi. Và mình vẫn rất rất là thích cái màu son này luôn á. Houses all look the same. Talk too much like a tall tulips do. Oh, when the dawn breaks through, they're apologizing. You just can't be the one to find your point of view. Ok, và mình đã hoàn thành xong makeup look của ngày hôm nay dựa theo cái tông makeup look từ cái video đầu tiên của mình. Và mọi người có cảm nhận như thế nào ha? Thế mình thì mình thấy bây giờ nhìn mình trông trẻ trung hơn, với lại đây, đỡ cái cặp lông mày sâu róm đó. Cái lúc mà mình e cái video đó đến bây giờ mình vẫn xem lại luôn mọi người, mình vẫn tức là tại sao hồi đó mình phải vẽ được cái cặp lông mày đó, quá hoảng sợ luôn á. À, nhưng tiện đây thì cô Vi có một thông báo nho nhỏ đến cho các bạn là sắp tới vào đầu tháng 12 thì mình sẽ mở lớp dạy makeup cá nhân cả online và cả offline. Nếu như bạn nào mà có thời gian và ở địa điểm thành phố Hồ Chí Minh thì có thể học offline với mình, còn nếu như các bạn mà không có thời gian thì có thể học online. Và bạn nào mà có nhu cầu học makeup cá nhân để kịp Tết thì có thể liên hệ cô Bill ở cái thông tin ở dưới description box nha. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Nhấn like và subscribe và nhấn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình nhé. Bye!